Xin chào các em, tiếp tục ngày hôm nay tiếp tục tôi sẽ rèn các em tiếp tục cân bằng phương trình phản ứng khoa học nữa nha các em. Rồi, các em quan sát vào câu A nè các em. Ở đây là muối barbiclorua cộng axit sulfuric nha, tạo thành bari sulfat và axit clorhydric đây. Rồi, cân bằng nha các em. Một nguyên tử bari, một nguyên tử bari nè, đủ nè. SO4 cộng H4 nè, góc này một lần đủ. Hai hydro. Đây có một nguyên tử hydro thêm hai, tạo thành hai nguyên tử clo đủ không? Nhìn quá dài nhưng mà cân bằng ngắn ha. Một nguyên tử bạc đủ. Một nguyên tử clo, một clo đủ. Một hydro, đây một hydro, gốc NO3 là gốc axit nha, NO3 bên này cũng có NO3 đủ luôn. Cái này em được cân bằng được không? Rồi tiếp tục, hai natri, đây một nguyên tử natri thêm hai vô. Nhân vô nha, nhớ là đủ đầu kịp đuôi, đủ đuôi kịp đầu nha. Nhân vô hai clo, đây có một clo thêm hai vô, còn hai hydro, hai hydro được nè, một carbon đủ. Ba oxy, hai với một ở đây là ba oxy đủ rồi nha. Tiếp tục câu D các em, hai nguyên tử kali đủ, đủ đầu kịp đuôi, gốc N4 này một lần, gốc này một lần. H2 đủ. CO2 nè em, tôi đã cân bằng gốc cho em nha. CO2 với một O là CO3 nè, CO3 nè, đủ luôn, tự cân luôn nha. Câu này em vướng rồi, tương tự nha. Hai natri, một SO4, một gốc SO4 đủ. Hai hydro đủ. SO2 một là SO3 đủ nha các em. Tiếp tục, hai kali, một kali thêm hai, hai clo thêm hai, hai hydro. SO2 với 1 là SO3. SO3 đúng. Nghe các em. Rồi tiếp tục đến câu G các em nha. Một canxi. Hai clo thêm hai vô. Hai hydro đúng. Nghe các em. CO2 với 1 là CO3. CO3 đúng nè. Thấy chưa? Nhìn nó dài nhưng mà nó cũng đổi dễ hơn các em. Rồi câu này. Một nguyên tử natri đúng. Đủ đầu kiểm đuôi, gốc NO3 là gốc axit này em. Một lần, gốc NO3 luôn, một lần đủ luôn. Một ba đủ. Một clo, một nguyên tử clo đủ. Được cân bằng rồi. Tiếp tục nè, một nguyên tử canxi đủ. Gốc NO3 hai lần nha em. Gốc này không ghi, hiểu là một lần, muốn hoàn thêm hai vô. Em hiểu không? Hai nguyên tử ba thêm hai vô, tạo thành hai nguyên tử clo đủ. Nha các em. Tiếp tục, hai natri, một natri thêm hai, tạo thành hai clo, nhớ là đủ đầu kiểm đuôi, hai clo, hai nguyên tử clo, đủ đuôi kiểm đầu, một nguyên tử bari, đủ đầu kiểm đuôi đó, một gốc SO4 đủ. Tiếp tục em, một đồng đủ, hai clo đủ, một bari đủ kiểm đuôi, SO4 đủ. Cái này êm ha, tự cân bằng anh em. Rồi một canxi nha. Kiểm tra đây nè. Đây coi, một carbon đủ nè. Hai oxy với hai oxy là bốn oxy, ba ở đây với một là bốn đủ nè. Em thế hai đô, hai nhân một là hai đủ, tự cân bằng nữa nha. Tiếp tục câu M nha các em. Đây có một canxi nè. Một canxi đủ nè, nhân vô nè, hai đô đủ luôn nè. Rồi nhân vô nè, hai carbon, nhân vô hai nhân một hai carbon, đấy một thêm hai đúng không? Nhân vô là hai nhân ba bằng sáu carbon, hai nhân hai bằng bốn nè. Đây nhân vô là hai nhân một bằng hai nè, bốn cộng hai bằng sáu, đủ không các em nha. Rồi tiếp tục các em nha. Ở đây một sắt nè, ở đây có một sắt nè, ở đây hai clo, đây một clo thêm hai, hai hydro đủ, một lưu huỳnh đủ nha các em. Tiếp tục các em quan sát sang câu số 2 nha các em. Câu số 2 nè, ở đây có một nguyên tử đồng. Đúng rồi. Gốc nitrat này, gốc axit này hai lần nè, NO3 hai lần nè. NO3 không ghi em hiểu là một lần đúng không? Mà này hai lần bắt buộc phải thêm hai. Đúng không? Hai bạc, một bạc thêm hai. Đủ. Nha. Tiếp tục. Chì này em, một chì đủ. Một lưu huỳnh đủ. Nè, gốc NO3 là hai lần. Gốc NO3 là có một lần nè, đúng không? Hay này em khi em làm nè, một lưu huỳnh đủ nè. Đó, hai hydro nè, đây có một thêm hai cũng được. Hai gốc NO3,
2 gốc N3. Đủ không chị em? Nha. Rồi tiếp tục. Một đồng, một đồng. Đủ. Một lưu hình đủ luôn. Hai hero, ở đây có 1 thêm 2. Tạo thành gốc NO3 này 2 lần. Gốc NO3 này cũng 2 lần. Đủ cho em nha. Đó, hai câu đó giống nhau đúng không? Tiếp tục câu này. 2 kali, 1 kali. Bắt buộc phải thêm 2. Lúc này kiểm tra nguyên gốc NO3 luôn nha. Gốc này 2 nhân vào 2 lần gốc NO3. Ở đây không ghi hiểu là 1 lần, muốn bằng thêm 2. Tạo thành 2 hero, 2 hero đủ. Thấy chưa? CO2 này em lấy một ô đây là CO3. CO3 đủ luôn nha. Rồi câu E. 1 hero, 2 hero chưa được, bắt buộc quay lại thêm 2 nha. Rồi đủ đâu kiểm đuôi. 2 gốc NO3, 2 gốc NO3 đủ. Đủ đuôi kiểm đầu. 1 nguyên tử bari, 1 nguyên tử bari đủ. Thấy chưa? 1 lưu hình, 1 lưu hình đủ nha kìa. Câu E. Một canxi, một canxi. Đủ. Gốc NO3 2 lần, gốc NO3 này không ghi hiểu là 1 lần thêm 2. Tạo thành 2 hydro, 2 hydro đủ. Thấy chưa? Rồi một ô này, hay nè, CO2 với một ô là CO3, CO3 đủ. Nhanh không em? Đó. Rồi câu G nha. 2 clo, ô 1 clo thêm 2. Tạo thành 2 nguyên tử hydro, ở đây có 1 thêm 2. Đủ đâu kiểm đuôi. Hai nguyên tử iốt, hai nguyên tử iốt đủ. Nha các em. Rồi các em quan sát sang câu H nha. Rồi hai clo nè, ô một clo bắt buộc phải thêm 2 nha. Mình có 4 hydro nha các em. Đó, ở đây có 2 rồi thêm 2 nữa thôi. Nha. SO2 nè, với 2 ô nữa ở đây là có nghĩa hiểu là SO4 đó. Nha. Đó, SO4 nè. Hay kiểm tra rồi nè, một lưu hình, một lưu hình. À, 4 oxy đây 2, 2 nhân cho 1 cho đây là 2, 2 cộng 2 bằng 4 đủ luôn, đúng được nha các em. Câu K. Rồi CaOCl2. Rồi vậy cân bằng nha các em. Một canxi, một canxi đúng, đúng không? Một oxy, một oxy đúng luôn. Hai clo, wow. Ở bên này đây có 3 clo nha, đây 3 clo này đúng không? Đó, đây 2 với 2 là 4 clo đúng không? Vậy muốn rất đơn giản nhân 2 đây thôi. Đó, 2 clo với 2 clo đây là 4 clo. Rồi 4 clo đủ. Rồi kiểm tra hydro nha. 2 hydro, 2 hydro. Ô, sáng bạc. Rồi. À, 1 canxi. Đúng không? Đây có 1 với 1. Ồ, bên này là 2 canxi nha các em. Đây là 2 canxi này em. Đây có 1 canxi à, bắt buộc phải thêm 2. Thấy chưa? Nhân vô là tạo thành 4 clo. 2 clo ở đây mà đây có 1 clo, bắt buộc quay lại thêm 2. Đó, vậy là 4 clo được chứ, đúng không? Tạo thành 2 hydro, 2 hydro đủ, đúng không? À, 1 carbon, nè, 1 carbon đủ nè. Kiểm tra oxy kia nha. 3 oxy với, đây nhân vô là 2 là 5 oxy nha. 1 với 2 là 3. Nhân 2 vô, 2 nữa là 5 oxy. Đủ không các em nha? Đó, đến câu gì nha các em. Kiểm tra nào, 1 kali đủ nè. 1 clo, 2 clo, ồ, đây 3 clo này nè em. Không được rồi, càng nha. Đây là 3 oxy nè. Ở đây có 1 là thêm 3 đi, tính như tính. Đó. Rồi 3 oxy đủ đi. Rồi 6 hydro này anh em. Mà ở đây có 1 hydro thêm 6 vô nữa. Được không? Đó. Rồi, vậy thì ở đây cân bằng tiếp tục nha các em. Kiểm tra coi còn cái gì chưa kiểm, có clo chưa kiểm nè. Đây là 6 clo với 1 là anh em. Là 7 clo, đúng không? Đó. 7 clo mà ở đây có 1 rồi. Đúng không? Mà có một là kali, là một kali đủ nè, đó đủ kali nè. Vậy chỉ vậy không được thêm bớt chỗ này tại vì đã cái phần kiểm tra nguyên tử kali đó đủ rồi. Vậy clo đây thôi. Mà bên này em kiểm tra là 6 với 1 là 7 clo, mà đây 1 clo rồi cộng mấy là 7, phải là 6. Đây là 6 nè. Vậy ở đây các em hãy nhìn cho bài đúng chưa? Đó, 236 cộng 1 là 7 clo đủ liền. Đây là axit acetic nha. Cái này sang lớp 9 các em sẽ học kỳ 2 á nha. Đây là gốc tên là acetat, CH3CO là acetat nha. Kiểm tra lúc này không đánh rời nữa, kiểm tra nguyên gốc. Đây là gốc. Đó, gốc acetat. Đó. Gốc này 2 lần này em, CH3CO 2 lần. Gốc này 1 lần này. CH3CO không ghi là 1 lần đúng không? Mà cái này 2 lần này thêm 2. Tạo thành 2 hydro, 2 hydro đủ. 1 bari, 1 nguyên tử bari. Đủ các em nha. Lúc này đừng đánh rời ra, đừng carbon rồi oxy kiểm tra lâu lắm nha. Đó, đây là cũng là 51 này, học đây cũng là một gốc axit đấy các em nha. Rồi tiếp tục.
CH3COO. Rồi CH3COO đủ. K, ờ 1K, cái này mấy K? Cái này có 2K, bắt buộc phải thêm 2. Thì lúc này gốc acetat này là trở thành gốc CH3COO này 2 lần nè, mà gốc bên này có 1 lần thôi, quay này phải nhân 2. Thấy chưa? Nhân 2 vào đây. Nhân vô cả 2 nguyên tử hydro, 2 nguyên tử hydro, 1 oxy, 1 nguyên tử oxy. Đủ. Nghe các em. Tương tự tới đây. Gốc acetat 1 lần, gốc acetat này 2 lần, bắt buộc thêm 2. Hai cái em nhân vô là 2 hydro này. Với 2 hydro ở đây có 4 hydro, ở đây có 2 thôi, nhân vô 2 là 4, tạo thành 2 nguyên tử oxy, 2 nguyên tử oxy được. 1 canxi, 1 nguyên tử canxi được. Nha các em. Tiếp tục các em quan sát đến câu 3 nha. Câu cuối cùng nha các em. À, câu này hơi khó chút xíu nha các em. Có ẩn trong đây nữa nha. Coi cần như thế nào đây. Đừng có sợ cân ẩn, trước giờ mình cân số không đúng không, đặt lên số không, giờ có ẩn mình thêm ẩn thôi nha. Kỹ thuật giống như cân bằng bình thường thôi nha. Rồi các em quan sát này, cái chất A nè, R nè, A R chẳng hạn, rồi cho chất B ha. Đó, ở đây chưa cho biết chất gì hết, sau này các em gặp bài tập xác định công thức á, đó lúc này phải đặt tên một ký hiệu chữ cái mình xử lý nha. Rồi em đừng có sợ, có nhiều em cứ hỏi chất A là gì, R gì, trong bạn cũng học, đâu có học gì đâu nha, bạn nguyên tố học mình cũng học đâu, đừng sợ hết nha, cứ cân bằng bình thường thôi, chất là không cho biết. Rồi một nguyên tử A, một nguyên tử A đúng, đây là hai ít nguyên tử cờ lo, đây là ít nguyên tử cờ lo. Em cần nhớ không, 2, 3 muốn bằng nhau thì là 3, 2 lật mặt lại liền, đúng không? Ở đây cũng vậy luôn. Đó, ở đây là 2, bên này là x, vậy muốn bằng nhau là x 2, nhân lại đều bằng 2 x. Các em hiểu không? Đó, ở đây có 2, bên này x, vậy nghịch lại là x, đây là 2. Đó, nhân vô có phải 2 x lo, 2 x lo. Nhưng mà lúc này A này có 2 A, đúng không? 2 nguyên tử A, lúc này em quay lại em nhân cho 2. Các em hiểu không? Đó, nha. Rồi, đến câu B. Câu B là em bằng em. Một nguyên tử R, một nguyên tử R, hai nguyên tử clo, một nguyên tử clo, thêm 2 nhé. Em hiểu không? Đó. Vậy thì tiếp tục nha. Rồi. À, hai nguyên tử hydro, hai nguyên tử hydro đủ. Một nguyên tử oxy, một nguyên tử oxy đủ. Ok. Tiếp tục. Câu C. Một nguyên tử, hai nguyên tử A. Một nguyên tử A các em. Đây là hai nguyên tử A, muốn bằng thêm 2. Nhưng mà thêm này trước là không hay, là cân bằng oxy trước hay hơn. Hai bên này là x, bên này hai nguyên tử oxy, bên này x oxy, hai x muốn bằng nhau lật mặt lại là x, đây là 2. Thấy chưa? Đó, đều là hai x oxy, hai x nguyên tử oxy, nhân vô là 4 nguyên tử A nha. Vậy em thay số 2 thành số 4. Hiểu không các em? Rồi, tiếp tục cái này. Rồi, coi quan sát nha các em. Hai nguyên tử R, hai nguyên tử R. SO4 nè, cân nguyên gốc lên cho tôi nha. SO4 này là x, x lần. Đó, gốc này là 1 lần. Vậy muốn bằng nhau rất đơn giản. Bên này là 1 lần, bên này là x lần. Giống như bên này 1, bên này 3 thì bên này thêm 3, đúng không? Bên x lần thì phải thêm x lần, đúng không? X gốc SO4, x gốc SO4 tạo thành 2x hydro, 2x hydro. Vậy nên có 2 muốn bằng thêm x chưa thôi. Hiểu không em? Đó, kiểm tra là đủ đầu kiểm đuôi. Nhân vô là x nhân cho 1 là x oxy. X oxy. Đủ nghe em nha. Rồi các em quan sát này. Câu này căng nha. X R, x nguyên tử R. Bên này là không ghi gì hết. Đó, hiểu là 1 đó. Vậy muốn bằng này, nếu mà thêm x cho đây ha. À, thường làm lại ha. X cho đây thôi. Nha. Rồi. Tạo thành x y clo. X y clo. Rồi nếu mà thêm x y vô đây thì cả nha. Đó, x y clo ha. X y clo vô. Tạo thành x y hydro. Trời ơi, cái này thêm x y hydro rồi sao làm được. Nha. Lúc này đề bài cân bằng rất là thực nha, cân không ra được đâu. Nha, lúc này sẽ biến đổi cái đề như vậy nha. Tôi đố các em hóa trị của R là gì em biết không? Hóa trị R là gì các em biết không? Có rất nhiều em nói rồi, hóa trị R là Y. Nhưng nếu hóa trị R là Y thì phải số này là phải số 2, đúng chưa? Đó, mà đây là X mà. Vậy thì phải hóa trị R là gì? Các em còn nhớ quy tắc hóa trị không? Ai quên thì nghe tôi nói nha. Em nhớ quy tắc hóa trị này. À, oxy luôn luôn hóa trị 2 rồi, đúng không? Cái này hóa trị chưa cho biết mình đặt là E, đúng không? Theo quy tắc hóa trị mình nhân này,
lấy chỉ số ra, hóa trị nhân chỉ số liên kết a nhân x ra, bằng 2 nhân y ra, đúng không? Vậy hóa trị của r là bằng 2y trên x. Thấy chưa? Hóa trị này của r này là 2y trên x chứ không phải là y. Lúc này để chữ y về nó lạc hướng là mình cân bằng rất là khó lắm nha. Vậy thì lúc này là mình sẽ biết đổi cái này là xóa cái này đi nè. Lúc này là em nhớ là r hóa trị của nó là cờ lo hóa trị 1, thằng này hóa trị là 2y chia x, đúng không? Em phải bay chéo đây nè, cái này biến thành 2y phần x. Thấy chưa? Sửa lại cái đề nha. Đó, em phải biết điều này ha. Này liên quan cả kiến thức lớp 8 là quy tắc hóa trị nè. Đó, giờ tôi cân bằng cho các em coi. R nguyên tử x ở đây 1 thêm x rồi. Nhân cho nha, x nhân là x nhân cho 2y trên x. Mất. Hà còn 2y. Vậy số nguyên tử của cờ lo là 2y mà đây có gì em? Có 1 thôi, nhân vô 2y. Ta hẳn 2y hero mà đây có 2 rồi, chỉ cần thêm y thôi. Hiểu các em? Nhân vô là y nguyên tử oxy. Trời ơi, y nguyên tử oxy. Đẹp không? Nhẹ nhàng đúng không các em? Đó. Tôi cho thêm một câu nữa nha. Tôi cho thêm câu này nữa. Nhưng mà câu này có thể dễ hơn. R cộng HCl tạo thành RClX cộng khí hydro. Nha các em. Đó. Cân bằng này. Một nguyên tử R. Một nguyên tử R. X cờ lo. Ở đây có một à, muốn bằng thêm X thôi. Đủ đuôi kiểm đầu. X nguyên tử hydro, X nha, X nguyên tử hydro nha. Bên này là 2. Ồ, X 2 muốn bằng nhau, lật mặt 2X. Giống như 2332, 2552. Kem nhớ không? Vậy thì quay này phải nhân cho 2. Đó, cái căn giờ biến thành 2X. Cái này là nhân cho mấy em, đây có 2, nhân X đó thôi, là 2X. Đủ đó, ha. Rồi kiểm tra cờ lo nè. Lúc này cờ lo là trở thành 2X nguyên tử cờ lo. Mà đây có X thôi. Muốn bằng thêm 2, nhân vô là 2X. 2R thêm 2 vô. Các em hiểu không? 22. Cái này sau này các em, nếu các em học hóa nâng cao á nha, từ lớp 8 đến lớp 9 á ha, hóa nâng cao sẽ có những bài tập xác định công thức á nha, xác định công thức hóa học á, không cho biết. Thứ nhất là cho hóa trị thì dễ, còn không cho hóa trị nó còn khó hơn, phải đặt để mình cái chương trình nào với nào được bài tập á, nó khó hơn nhiều nha các em, cố gắng nha các em. Đó. Rồi các em quan sát đến câu G nha. Rồi, một nguyên tử B, một nguyên tử B. Đúng rồi. Ở đây là nhân vô x nguyên tử oxy. Ồ, ở đây có một thôi cũng bằng thêm x vô, tạo thành 2x hydro. Ở đây có 1x hydro à. Mình phải cộng mấy để bằng 2x. Ở đây có 1x rồi. Cộng mấy để bằng 2x. Chắc anh phải cộng ở đây 1x rồi, x hydro. Mà đây 2 này. 2 nhân mấy để bằng x? Em hỏi câu rất đơn giản, 2 nhân mấy bằng x. Vậy chấm hỏi bằng x chia 2. Nhân 2 chuyển qua là chia 2. X chia 2. Em hiểu không? Vậy cho điền đây là x chia 2. Đó, vậy thôi nha. Ô để quay thì nó là phân số đúng không? Đó, mình phải quy đồng khử mẫu cho nó đẹp ha. Đó rồi, tôi làm cho đẹp này ha. Mẫu là 2 nè em, mẫu số chung là 2 chia 1 được 2 nhân đây, 2 chia 1 được 2 nhân đây, 2 chia dưới này là 1 được 2 nhân đây, 2 chia 2 được 1, 1 nhân x là bằng x, bỏ luôn, hiểu chưa? Cân bằng có ở nha, quy đồng khử mẫu khá hay nha các em. Rồi, câu H các em. Câu H đây là chất béo nha. Sau này lớp 9 em sẽ được học ạ. Mấy cái này là lớp 9 nè. Rồi, gốc RCOO nè. Đây, 3 lần. RCOO không ghi hiệu là 1 lần. Đúng không? Muốn bằng thêm 3. Đúng không? Rồi. Tạo thành 3 hydro ở đây với 3 là 6. 6 với 5 là 11. 11 nha, 11 hydro nha, có chữ sót nha. Ở đây có 5 rồi. Cộng mấy bằng 11? Quá đơn giản. 6. Vậy đây này. Vậy là số mấy để ra 6? Số 3 nha, đừng thêm số 6 dùm chết đó nha. 2 x 3 bằng 6 nè, 6 với 5 ra 11. 3 nguyên tử oxy. Đâu? Nè, 3 nguyên tử oxy. 3 nguyên tử oxy. Rồi 3 nguyên tử hydro nè. À, 3 nguyên tử hydro nãy mình đi kiểm rồi đúng không? Hydro kiểm là tổng cộng là 11 rồi. Đủ rồi. 3 nguyên tử oxy nha, 3 nguyên tử oxy. Còn RCO mình đã kiểm đơn viên rồi nha. Tiếp tục. Glucose lên men rượu ra rượu ethylic đây. Rồi cân bằng nha. 6 carbon. Ở đây có mấy em? Ở đây có 2 à, đúng không? Ở đây có 12 nè. Ở đây có 12 hydro nè.
từ làm carbon trước nha. Đây có 12 hydro, đây có 5 với 1 là 6 nha. Phải nhân cho 2. Đúng chưa? Đó, là 12 rồi. Đúng chưa? Rồi tiếp tục nha. Ở đây có 6 oxy đúng không? Ở đây là 2. Ở đây 2 nữa, phải nhân cho 2 nữa. 2 x 2 bằng 4, 4 với 2 là 6, 6 oxy. Đúng không? Rồi kiểm tra đủ 6 carbon luôn nha. 4 với 2 đây, 6 carbon. Đủ luôn. Nghe khen. Rồi, câu Y. Câu Y này căng thẳng các em nha. Đó, cân bằng phức tạp đấy, nhưng mà đơn giản đâu. Rồi, coi hướng dẫn câu Y nha. X carbon. Carbon 1 4 bằng MX. Đây là Y hydro. Mà đây là 2. Đó, đây là 1 Y hydro đó, bên này 2. 2 nhân mấy bằng Y, mình hỏi là 2 nhân mấy để bằng Y. Rất đơn giản, chấm hỏi bằng nhân chuyển qua là chia, y chia 2. Vậy đây cũng bằng phải y chia 2. Các em hiểu không? Đó. Mới bảo đảm carbon hydro nha. Giờ giải quyết oxy này với hấp dẫn này em. Rồi, oxy nha. Em nhìn nè. Cứ viết lùi oxy về đây. Oxy bên này nè. Oxy nha. Số nguyên tử oxy bên này nè gồm 2 nhân x là 2 x. Ở đây là oxy số nguyên tử này nhân vô nè. Đó, 2 y chia 2 nhân 1 là cộng y chia 2. Đó. Số nguyên tử oxy bên này nó bằng nhiêu vậy? Các em hiểu ý cho nó không? Rồi, cái bên này là bằng gì em? 2 oxy. Đó, 2 oxy này. Bên này là oxy là có 2 này. Cái mình hỏi nè, 2 này nè nhân mấy nè để bằng cái này. Đó, 2 này nhân mấy để bằng cái này. Rất đơn giản, mình dùng phương pháp chuyển vế thôi. Nhân chuyển qua là gì? Chia. Nhân 2 chuyển qua là chia 2. Có nghĩa là chấm hỏi cần liền chỗ này nè. Cần liền bằng 2x cộng y chia 2. Đóng ngoặc lại. Làm sao em? Nhân chuyển qua là chia cho 2. Đúng không? Đó, chia cho 2. Được chưa? Đó. Mà muốn chia 2 là rất đơn giản. Tôi làm thêm một phép toán nữa này các em. Rồi. Tôi đặt 2 thành nhân tử. Ở đây các bạn đặt 2 ra ngoài còn x nữa. Đấy chưa? À, đặt 2 ra ngoài cái phải các phần y chia 4 không? Đúng không? Nè nhân vô nè, không? Đó. Nè, 2 nhân y chia 4 có phải y chia 2 không? Còn chia 2 đây nữa. Đơn giản mất thì còn nguyên cái này. X cộng y chia 4. X cộng y chia 4 nha các em. Thấy là chưa? Cố gắng nha các em nha. Đó. Vậy thì ở đây tôi làm bằng phương pháp giống như toán chuyển vế quá thôi. Giờ tôi sẽ làm cho các em thêm một ví dụ. Ồ, có cái này nữa nè. Giờ tôi làm cách khác. Tôi làm từ từ. Nha. Em nhân cho nè, đây là 2x oxy đúng không? Mà đây có 2 rồi, muốn bằng thêm x. Em hiểu không? Rồi, và bên này liền cộng liền thì tí mình cộng đây thôi. Bên này nè, oxy, số nguyên tử oxy là y chia 2. Cái mình hỏi nè, 2 nhân mấy để bằng y chia 2. Dễ không? Dễ quá đúng không? Nhân chuyển qua chia chéo đây nè. Vậy chính là bằng y chia 4. Hiểu ý cho nó không em? Em có thể làm như vậy được luôn nha các em. Đó. Thôi, tương tự đến câu này. Câu này ha. X nguyên tử carbon. Đây là có màu muốn bằng thêm x đi. Giải quyết đi, carbon hydro trước đi. Nên là y nè. Đúng không? Đó, y nguyên tử hydro. Vậy ở đây này có 2, vậy 2 nhân mấy bằng y. Đó, 2 nhân mấy bằng y, quen chưa? Y chia 2. Em hiểu chưa? Đó. Vậy thì ở đây tôi kiểm tra số nguyên tử oxy bên tay trái nè. Số nguyên tử oxy bên trái nè. Thứ nhất là có 2 nè. Và Z. Z ở đây tí tôi sẽ nói cái phần này sau. Số oxy bên này nè. Số oxy bên này nè. Số nguyên tử oxy bên này là 2X nè. Đúng không? Và oxy bên này là cộng Y chia 2. Đấy, giống, nó giống như cái kia nè. Ha. Vậy thì tôi sẽ làm từng phần cho các em đi ha. Bên này là 2x nguyên tử oxy mà 2, ở đây là 2, 2 nhân mấy bằng x. Giống như cái câu này tôi vừa nói nè. 2 nhân mấy để bằng 2x. Đó, 2 nhân mấy bằng 2x, quá đơn giản nhân cho x. Đúng không? Tôi đuôi về đây một chút xíu đi. Oxy về đây nha. Đó. Đó, tiếp tục. Số nguyên tử oxy bên này nó làm đủ bên tay phải đi, bên trái tí tôi xử lý sau nha. Y chia 2 nguyên tử oxy, 2 nhân mấy bằng y chia 2. Giống như câu trên. 2 nhân mấy bằng y chia 2. 2 nhân mấy bằng y chia 2. Nhân 2 chuyển qua là chia 2, nghịch đạo đúng không? Đó. Rồi,
Vậy thì chuyển đây là phải y chia 4 không? Cộng y chia 4 không? Các em hiểu ý cho nó chưa? Là có nghĩa là bên bên phải thôi đã đủ à? Nha. Đó. Giờ tôi làm bên bên trái thôi. Thì bên trái thì nhìn có dép. Đó. Vậy muốn nó bằng thì trừ đi. Nha, bên này cộng nha. Đó. Là bên này dép, bên này 2. 2 nhân mấy bằng dép? Đó, 2 nhân mấy bằng dép? Câu hỏi quá đơn giản đúng không? 2 nhân mấy để bằng dép nha nha. Đó. Dép nguyên tử oxy nha. Đơn giản là dép chia 2. Em hiểu không? Hiểu vấn đề tôi nói không? Đó, nhân vô là trừ z nè, phải cộng z nè. Đó, đủ lên, đúng không? Đó, thì bằng như thế nha. Cái này hơi khó nha, các em cố gắng nha. Mấy câu nói chung bài cuối này tôi cho nâng cao lên cho các em một chút xíu nha. Rồi, nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh, like, share để cho các bạn cùng học nha các em nha.